Vâng, hôm nay em bán cho toàn thể các bác chiếc xe máy dầu số tự động được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và giá trị của chiếc xe này hiện tại thì chỉ bằng là những chiếc xe Kia Morning thôi các bác nhá. Cho dù là lúc mới của nó, chiếc xe này lên đến cả là trên 1 tỷ đồng. Trên 1 tỷ đồng cho chiếc xe này mà khi nó mới các bác nhá. Và hiện tại chiếc xe này của bên em đấy ạ, nó vẫn còn khá là đẹp. Vâng, còn khá là đẹp so với đời luôn các bác nhá. Các bác nhìn xem, không những về chất lượng và cho đến các bác nhìn xem là kể cả như cái phần form dáng hình thức của chiếc xe vẫn còn rất là ok như thế này. Đấy, các bác nhìn xem này, form dáng đẹp chưa. Và trang bị thì tương đối là nhiều tính năng và option ở trên mẫu xe này rồi các bác nhá. Các bác xem thì nó được thiết kế là có hai cửa sổ trời luôn, nội thất màu da bò các bác nhá. Và được trang bị thì khá là nhiều tính năng ở khu vực trên đây. Bây giờ thì em sẽ di chuyển vào bên trong quay cho toàn thể các bác xem các bác nhá. Các bác thấy thì đây là hệ thống gương kính chỉnh điện của chiếc xe, có chế độ cục gương. Và ghế của xe cũng được trang bị là ghế điện các bác nhá. Đây, có trang bị ghế điện luôn này các bác này. Đấy, và những cái phần này các bác nhìn xem, những phần này các bác nhìn xem này, nó còn rất là sáng luôn, tem mác của nó vẫn còn nguyên đúng không ạ? Đấy, vô lăng có tích hợp phím điều khiển và có khuyên toàn các bác nhá. Đấy, tăng giảm độ sáng cho đèn đây. Và đây là chiếc cần số tự động của chiếc xe các bác nhá. Đấy ạ, cần số tự động của xe đấy ạ. Có đề khóa thông minh start stop được nằm ở vị trí này và có điều hòa auto tự động nóng lạnh của xe là vẫn còn đầy đủ các bác nhá. Có sấy sưởi ghế. Đây, hai ghế, hai nút các bác nhá. Vâng. Vì chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc mà, cho nên là nó sẽ có chế độ sấy ghế như vậy. Các bác biết là bên Hàn Quốc lúc nào nó cũng sẽ là nhiệt độ nó thấp hơn một số nơi đúng không ạ? Đây là nút ấn đề khóa thông minh start stop các bác nhá. Em ấn vào đây để mở một số chức năng lên cho các bác xem. Đây, ấn rồi đấy ạ. Vâng, ấn thêm phát nữa đi. Rồi, một số chức năng của chiếc xe thì cũng đã được đang được khởi động lên. Đây các bác xem là màn hình này. Màn hình nguyên bản theo xe các bác nhá, đang lên đây rồi, màn hình Android. Được không? Và chiếc xe này nhập nội địa Hàn Quốc thì là nó sẽ có chức năng thêm này nữa. Đấy, chống trơn trượt và hệ thống neo đèo đổ dốc các bác nhá. Ở bên trong đây thì các bác thấy có cổng điện ra 12V là có hai cổng và cổng nghe nha, đúng không ạ? Các bác đã đoán được là chiếc xe này của em nó tên là gì chưa ạ? Đây là mẫu xe mang tên là Hyundai Tucson các bác nhá. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam, nội địa luôn. Với số chỗ của chiếc xe này là 5 các bác nhá, 5 chỗ ngồi, gầm cao, số tự động, máy dầu nhá. Máy dầu 2.0. Máy dầu 2.0 đấy ạ. Và các bác mình nếu mình đang quan tâm đến máy dầu đấy ạ, thì hiện tại là bên em đang còn một con này nhá. Máy xăng thì vẫn còn thêm hai con nữa. Đấy. Vâng, máy dầu thì các bác biết bao giờ nó cũng sẽ là lành và tiết kiệm hơn máy xăng đúng không ạ? Chỉ có một thời gian duy nhất là thời gian vừa qua, trong vòng một thời gian ngắn vừa qua là dầu nó tăng cao một chút thôi. Thế nhưng mà bây giờ dầu cũng đã giảm xuống rất là sâu rồi. Giảm xuống sâu rồi các bác nhá. Rẻ hơn xăng rồi. Nói chung là dầu thì các bác biết rồi, từ trước bây giờ là luôn luôn là rẻ hơn xăng đúng không ạ? Vâng. Và video này thì em mời các bác xem chi tiết về mẫu xe Tucson này của bên em. Các bác quan tâm mình gọi điện cho bên em để được chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe này của bên em các bác nhá. Có một số thêm chức năng nữa. Đây là có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Các bác thấy được thiết kế kiểu dạng đèn led này. Đăng kiểm tháng 7 năm 23 các bác nhá. Có nút bấm từ một chạm nằm tay nắm cửa hai bên, bên đây và bên kia. La răng đúc 5 chấu kép. Và có những chức năng an toàn như là phanh đĩa, phanh ABS các bác nhá. Và đèn pha của xe này các bác nhìn xem này, nó còn rất là trong, rất là sáng và rất là trong luôn các bác nhìn xem. Kính của xe vẫn là kính zin, máy của xe vẫn còn zin các bác nhá. Keo chỉ của xe cũng vẫn còn zin. Một chiếc xe hoàn toàn không có lỗi gì hết. Các bác yên tâm về chất lượng của những cái mẫu xe bên em bán ra các bác nhá. Vì trước khi lấy một chiếc xe nào, nhập một chiếc xe nào về thì bên em đã cho kiểm tra đầy đủ kỹ lưỡng rồi. Để cho nên là mình yên tâm, mình có thể là kiểm tra lại các bác nhá, kiểm tra lại thoải mái đối với những cái mẫu xe mà các bác mình có ý định mua. Và bên em có thể là cho các bác mình cầm xe về. Vâng, cầm xe về và mình thấy là có những lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước thì các bác mình có thể là hoàn lại xe các bác nhá. Vâng, bây giờ thì em sẽ quay để gửi tới toàn thể các bác về cái hình thức và tả cho các bác mình chi tiết hơn về mẫu xe Tucson này của bên em các bác nhá. Vâng, hơn chục phút đồng hồ là các bác mình có thể là cảm nhận thấy rồi. Và đây là phần mép cánh cửa của xe, các bác nhìn thấy là keo chỉ của nó vẫn còn zin đúng không ạ? Keo chỉ của nó vẫn còn zin nguyên luôn ha. Đấy, keo chỉ đây các bác nhá. Đấy, không lỗi mà không bị va chạm đâm đụng, vì cho nên là keo chỉ của nó vẫn còn nguyên zin các bác nhá. Đấy, cái lắp này thì nó ở trong kia các bác nhá, tuột ở trong kia.
những cái vị trí này đấy các bác nhìn xem là nó bằng chất liệu da, da xịn theo xe các bác nhá, và chưa hề rách, chưa hề xấu, đúng không ạ? Bốn kinh điện nên xuống êm ái và nhẹ nhàng, loa âm thanh của xe nghe rất là hay, và đèn loa của xe các bác nhá. Chỗ này có loa nữa này, và gioăng đây các bác nhìn xem còn đẹp này. Vách cửa không gầm, vỏ vẻ của chiếc xe không hề có cái lỗi là bị mục mọt các bác nhá. Và những con xe mà nó thứ nhất là nó giá trị cao, và thứ hai thì là những mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, và những mẫu xe đến từ Hyundai thì luôn luôn cái phần khung sườn này nó rất là cứng, dày, chắc các bác nhá, đặc biệt là bền. Đây là vị trí mà em đang quay tiếp theo cho các bác xem đấy ạ. Cái phần khóa đây các bác nhìn xem này, nó rất là sáng, và những con bu lông ốc vít đây các bác nhìn xem chưa có hiện tượng bị tháo hay là vặn. Đấy, bộ ghế da của xe thì không bị rách, không bị xấu chỗ nào cả. Sàn của xe cũng đã được lên thảm trải sàn 5D rồi. Đấy, lót thêm các bác nhá, ở dưới của nó vẫn là lỉ luôn. Đối với những cái đồ nhựa đây các bác nhìn xem này, ở chỗ này thì lấy em lau chỗ khô chỗ ướt như vậy thôi các bác nhá. Đấy, có túi khiên toàn đây, chỗ này để cho mình một số vị trí đồ, cửa gió đây, cốp đồ đây các bác nhá. Táp lô của dòng xe này thiết kế nhìn khá là đẹp mắt, đúng không ạ? Chỗ này là người ta trước người ta dán dán tượng để đây nhá các bác, mình về lau cho này, chỗ này đi, để lau đi cho nó sạch nhá. Đấy, cái keo đấy mà, keo người ta dán đồ chơi đấy thì là vẫn còn. Quay cho các bác mình biết như vậy. Chỗ này có thiết kế một cái tay phần tay cầm, tay nắm, tay bám để khi mình di chuyển trên đường bám đây chắc chắn hơn. Đây có cái cốp đồ này, tì tay. Mọi chức năng của xe này hiện tại là đang hoạt động bình thường nha các bác. Đấy, chỗ này có một cái tấm chắn nắng này. Đấy, là gương soi luôn. Trần của nó là trần nỉ nhá. Cửa sổ trời đang hoạt động bình thường. Chỗ này có một cái gương chống chói này. Vâng, chống chói cho mình khi vào ban đêm các bác nhá. Rồi, tiếp tục đây. Mời các bác mình cùng di chuyển và đón xem những vị trí tiếp theo của xe. Đấy, mép cánh cửa đây các bác nhá. Đấy, mép cánh cửa đây. Đấy, những cái phần lòng trong cánh cửa của nó các bác nhìn này, rất sáng đẹp. Keo chỉ nó vẫn còn zin, đúng không ạ? Những phần tắp ni cánh cửa đây các bác nhìn xem này, vẫn còn khá là mới. Đấy, da dẫm của nó các bác nhìn xem, chưa bị xấu kém. Đây nhá, da đây là da xịn theo xe đấy các bác nhá. Một số vị trí như chỗ này này các bác này. Đấy, nó bám lúc bên em nâu đấy thì nó có bám mấy cái tơ này, cái tơ của vải đấy. Cái tơ của vải nó bám ở đây nhá. Đấy, nâu thì nó hết thôi. À, tiếp theo vị trí nữa, chúng ta từng vị trí nhỏ thì đều được em quay kỹ như này để các bác thấy. Dạ vâng, chi tiết chưa ạ? Gần như là không cần phải xem hình ảnh nữa rồi đúng không ạ? Thì em cũng đã quay rất là chi tiết. Nó rất màu cam, rất là sang trọng, nhìn như là những cái mẫu xe đời cao bây giờ đúng không ạ? Cửa đóng chắc lịch nhá, rất êm nhá. Một cái mẫu xe đời không cao, thế nhưng mà form dáng các bác nhìn xem, nhiều con đời cao bây giờ thiết kế còn thậm chí là không đẹp bằng, đúng không ạ? Con này của em được sản xuất năm 2009 thôi các bác nhá. Đấy, vâng, 2009 thôi. Và trước thì thật sự các bác là em mua của một chủ từ đầu. Đấy, vâng, xong thì sau là cũng để lại cho một người Hải Dương. Bây giờ người Hải Dương thì lại để lại cho em. Đấy, vâng, đấy là chia sẻ các bác như vậy. Chính chủ luôn, người ở khu vực gần nhà em nhá, biển 34 Hải Dương này các bác này. Cái những cái đường các bác nhìn xem nhá, em quay ở vị trí này thì có thấy được là những cái phần khe mép, những cái đường gân, những cái đường chỉ của chiếc xe. Đấy, các bác nhìn xem này. Đấy, nó còn được đẹp như vậy. Kính của xe này là chưa bị xước, và những cái phần lẹp kính rồi những cái gioăng các bác nhìn xem nó không bị làm sao cả, đúng không ạ? Lốp của xe là vẫn còn dày. Lốp của xe vừa mới thay xong các bác nhá. Để chạy thoải mái luôn, cả bộ còn đẹp. Ở phía sau đây thì các bác thấy cho em là có những cái mắt cảm biến lùi chống va chạm. Đây, và có camera lùi được làm ở vị trí kia các bác nhá. Và đây là phần tổng thành phía sau xe đây. Nếu mà ai mà không biết về dòng xe này đấy ạ, nhìn vào lại cứ tưởng đây là chiếc xe đời cao vì thiết kế form dáng đẹp, vì là nội thất của nó thiết kế nhìn cũng rất là sang và nhiều tính năng, đúng không ạ? Ai mà không biết nhìn đây tưởng nhiều tiền đấy ạ, đúng không ạ? Rồi ok nhá, em nâng cốp lên cho các bác thấy được là cái cốp xe nó rộng như nào. Rất rộng luôn, đúng không ạ? Lốp dự phòng của xe được đặt ở dưới đây nhá. Mở cốp lên thì nó sẽ như thế này. Đây.
bí bí mình để mấy cái ghế nhỏ nhỏ cho trẻ con ngồi phía sau này vẫn cứ ok này, đúng không ạ? Và đèn đây nhá, các bác nhìn xem này, đèn của nó còn khá là mới này. Đấy, đèn còn rất là mới luôn này. Đấy, giá lốc đuôi gió, rồi cái tần anten của nó vẫn còn đầy đủ hết đây. Lốp vẫn còn dày đây, các bác nhìn xem lốp vẫn còn dày này. Đấy, lốp dày chưa? Các bác mua mẫu này là mình lợi được dàn lốp rồi đấy ạ. Keo chỉ phép cánh cửa đây, cốp, cabo, các thứ của xe là vẫn còn nguyên zin hết các bác nhá. Những cái phần cánh cửa đây các bác nhìn xem này. Đấy, cánh cửa đây các bác nhìn này. Đấy. Và đây là mẫu xe bản đủ. Bản đủ thì nó sẽ có là chế độ sấy sưởi ghế cho hàng ghế phía sau nữa. Đây, công tắc này các bác nhá. Bên kia cũng vậy, có một cái công tắc giống công tắc bên đây. Công tắc này là kính, công tắc này sấy ghế các bác nhá. Sấy cho hàng ghế phía sau này này các bác này. Đấy, trước cũng có sấy và sau cũng có sấy luôn. Sấy nóng đấy các bác ạ. Vâng. Sấy nóng vào mùa đông. Mùa hè thì không cần rồi, mùa hè chỉ cần bật điều hòa lên là ấm rồi, đúng không ạ? Mùa hè chỉ cần là bật điều hòa lên là mát rồi, đúng không ạ? Đấy, cửa đóng chắc lịch luôn này. Vâng, tiếp theo nhá. Ở bên đây nó có cái lắp đây các bác này, bên kia cũng vậy, mà bên kia thì cũng tuột. Đây, phần nắp cửa, cánh cửa của xe đây. Đấy, những cái phần tắp ly cánh cửa của xe đây. Đấy, bốn cái điện của xe lên xuống thì chung là như kiểu xe mới rồi, để xuống rất êm các bác nhá. Đấy, kính đây. Đấy, kính nhà đời nó sẽ có số 9 ở đây các bác này. Những cái gioăng cửa, những cái gioăng khung. Đây, các bác nhìn thấy là nó chưa bị rách, đúng không ạ? Chưa bị rách gì. Đấy, tem của nó đây vẫn còn nguyên đây các bác nhìn này. Đấy, vách cửa nó đây các bác nhìn xem. Được như vậy. Ok nhá các bác. Em đã review xong phần nội thất của chiếc xe Tucson này rồi. Đây, khi đóng cửa lại và đi di chuyển xa xa một chút, các bác có thể thấy được là tổng thành cái phần form dáng chiếc xe Hyundai Tucson này nó như nào. Đấy, thiết kế nhìn rất đẹp mắt. Nhìn bầu bĩnh béo, nhìn béo béo tròn tròn đúng không ạ? Nhìn rất là hay luôn. Nhìn rất là mập mạp luôn. Mà lại rất là trẻ trung thời trang đúng không ạ? Giống như là kiểu những mẫu xe đời cao bây giờ các bác thấy đúng không ạ? Vâng, bên em thì còn nhiều xe nhá. Tucson như thế này thì hiện tại bên em đang còn vài con. Có màu lâu và có màu đâu và có màu ghi bạc nữa. Chủ yếu là máy xăng, máy dầu thì thường thường là bên em ít có lắm, tại vì là máy dầu người ta ít bán mà. Người ta những dòng xe Tucson máy dầu người ta ít bán lắm. Chỉ những người cần tiền lắm thì người ta mới bán thôi. Chứ còn những dòng xe này bởi vì là nó lành mà. Dòng này nó lành và nó máy lổ nó êm. Cái dòng xe Tucson nhá, đây dòng xe Hyundai Santa Fe máy dầu đấy ạ. Nổ máy nó rất là êm, nó không giống như là một số những mẫu xe Everest hay là dòng Toyota Fortuner máy dầu đâu. Dòng này nổ rất là êm luôn. Nhưng những cái chiếc xe mà đến từ thương hiệu hãng Hyundai đấy ạ, máy dầu nổ rất là êm các bác nhá. Em quay các bác xem phần đầu này. Đây phần đèn này. Đấy, nước sơn này. Lốp này. Đấy, lốp đây các bác nhá. Lốp đây. Đấy, khung sườn này. Xi nhan báo rẽ trên gương các bác nhìn xem vẫn còn khá là mới đúng không ạ? Khá là mới. Đấy là cái phần hình thức nội ngoại thất bên ngoài bên trong. Còn bây giờ tiến hành mời các bác xem đối với những cái phần gầm của xe nhá. Cái gầm của xe đây. Gầm luôn này. Và tiếp theo thì là cái phần khoang máy của xe nhá. Khoang máy đẹp lắm. Máy zin các bác nhá. Máy củ số zin như cũng đã chia sẻ. Vâng, lưng cabo lên cho các bác thấy. Các bác liên hệ cho bên em theo ba số điện thoại hotline sau là 0093 86307 và 0389 005 555 và 0335 838389 nhá. Ba số này là ba số bên em đang dùng Zalo. Hotline của bên em là số ba số đó luôn. Các bác mình liên hệ và kết nối Zalo để được xem thêm, biết thêm và để được chốt giá cả các bác nhá. Giá bên em đưa ra thì còn thương lượng, còn lùi, còn bớt. Vâng, còn đây là cái phần khoang máy, phần cabo lỡ của chiếc xe thì em mời các bác mình xem thêm, xem nốt. Cabo đây các bác nhìn xem này, những cái tem ở đây của nó vẫn còn nguyên này, những gioăng còn nguyên này, những cái lỉ phần lắp cabo nó vẫn còn nguyên đẹp này. Và đây là phần khoang máy của chiếc xe các bác nhá. Đấy, máy dầu thì nó sẽ có ký hiệu là CRDI 16 van các bác nhá. 16 van chứ không phải là máy 1.6 đâu các bác nhá. Vâng. Máy có xe là 2.0, nhiên liệu của nó thì rất là ít luôn, loanh quanh tầm khoảng là 6 lít trên 100 km thôi. 6 lít dầu trên 100 km thôi các bác nhá. Đấy, khoang máy thì các bác thấy này, nó rất là sáng và còn đẹp đúng không ạ? Rất sáng và đẹp, tươi máy. Máy số chất các bác nhá.
gầm sàn đẹp, khung gầm đẹp, cái nhựa ốp ở dưới gầm các bác thấy là vẫn còn nguyên đúng không ạ, là vẫn còn nguyên bằng zin luôn. Đấy là cái phần hình thức của chiếc xe. Còn những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em tả trên đây rồi. Đấy, và các bác mình cần biết thêm thì alo cho bên em nhé. Đấy, em tả trên đây thì cũng là tương đối đầy đủ rồi đúng không ạ. Các bác mình không nhìn thấy những vấn đề lỗi của chiếc xe thì bên em sẽ đảm bảo cho, thì các bác yên tâm. Đấy, vâng, đến lại sớm để có một mức giá tốt nhất cho bác nhá. Các bác đến địa chỉ bên em để xem xe và chạy thử cảm nhận. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với lại 225 Trường Chinh nha các bác. Bên em có đổi xe và có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với giá tiền hợp lý các bác nhá. Đấy, có ship và chuyển xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên, đổi biển hoặc là công chứng ủy quyền cho mình bất cứ đâu, bất cứ đâu trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam mình các bác nhá. Rảnh tay thì nhấn cho em xin những cái phát thích, những cái lần chia sẻ nữa, xin cảm ơn toàn thể các bác. Và bác nào mà đang tìm mua mẫu xe ô tô cũ đã qua sử dụng thì hãy đến với bên em. Còn bác nào mà chưa đến được thì hãy nhấn đăng ký YouTube này, nhấn theo dõi Facebook này, nhấn follow TikTok này để cùng biết thêm và xem thêm những video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ và hàng tháng các bác nhá, rất nhiều xe luôn. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ video, ủng hộ em Mr. Trump trong thời gian vừa qua. Rất mong rằng trong thời gian tới các bác mình lại quay trở lại và xem những video mới nhất của bên em các bác nhá. Xin cảm ơn ạ.